Lời Phật dạy về nhân duyên cha mẹ và con cái, một hành trình gian khổ giữa tình thân. Từ thuở hồng quang, khi con người chập chững bước vào cuộc sống, Đức Phật đã mỉm cười hiền hậu và dặn dò, mỗi đứa con đến với cha mẹ đều mang theo một sợi dây duyên nợ. Sợi dây ấy có thể là tình yêu thương nồng nàn, là món nợ ân tình hay thậm chí là những oan trái từ kiếp trước. Mỗi đứa con, dù hiền hay nghịch, ngoan ngoãn hay bướng bỉnh, đều là một mảnh ghép trong bức tranh muôn màu của cuộc đời, được dệt nên bởi bàn tay vô hình của nghiệp duyên. Có những đứa con, như chú chim nhỏ bé, mang theo tiếng hót líu lo, mang đến cho cha mẹ niềm vui và hạnh phúc. Chúng là món quà quý giá, là động lực để cha mẹ vượt qua mọi khó khăn. Nhưng cũng có những đứa con, như cành gai nhọn, vô tình làm tổn thương cha mẹ. Chúng mang theo những nghiệp duyên oan trái, khiến cha mẹ phải chịu nhiều khổ đau. Dù là gì đi nữa, cha mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay yêu thương con. Tình yêu thương ấy bao la, vô bờ bến, như biển cả mênh mông ôm ấp con thuyền bé nhỏ. Cha mẹ hy sinh thầm lặng, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Họ chắc chiêu từng đồng để nuôi con ăn học, lo cho con từng miếng cơm manh áo. Công ơn cha mẹ cao như núi, biển rộng, không gì sánh bằng. Con cái cần ghi nhớ và trân trọng điều ấy, cần báo đáp công ơn cha mẹ bằng lòng hiếu thảo và sự yêu thương. Hãy mỉm cười với cha mẹ mỗi ngày, hãy ôm cha mẹ vào lòng và nói lời yêu thương. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cha mẹ, bởi thời gian không bao giờ quay trở lại. Duyên nợ cha mẹ, con cái là một món quà quý giá. Hãy trân trọng và gìn giữ món quà ấy, bởi nó là sợi dây liên kết thiêng liêng, là tình yêu thương vĩnh cửu. Những câu chuyện về duyên nợ gia đình. Tôn giả Mục Kiều Liên là một trong những đệ tử A-la-hán của Đức Phật. Nhờ tu tập đắc đạo, ông có khả năng nhìn thấy kiếp trước. Khi nhìn thấy mẹ mình đang chịu khổ trong địa ngục, ông đã dùng thần thông để cứu mẹ. Vua Ajatasattu vì nghe lời gièm pha của Devadatta nên đã sát hại cha mình là vua Bimbisara. Sau khi phạm tội, ông bị dằn vặt bởi tội lỗi và hối hận. Nhờ được Đức Phật khuyên nhủ, ông đã sám hối và tu tập, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi khổ đau. Lời Phật dạy về nhân duyên cha mẹ và con cái giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu sắc của mối quan hệ này. Cha mẹ và con cái cần trân trọng và yêu thương nhau, cùng nhau tu tập và giải thoát. Lưu ý, bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên lời Phật dạy về nhân duyên. Mỗi người có thể có những quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này.